Sao con biết bài hát này vậy? Nè, nghe lại nè, nghe lại nè, nghe lại nè. Thì sao con không nghe bài đó? Bài đó hay mà. Cái bài này, go into the doctor. Không, bác. Chị ơi. Đi không được đâu. Không. Go into the doctor là sao? Không chịu cột tóc vô ha. JD, JD. Johnny, Johnny. Yes, JD. Is it Kenny? No, JD. Tell me, please. No, JD. Open hand. Open hand? Ha, ha, ha. JD, JD. No problem. Eating ice cream. No problem. Ngồi dậy đàng hoàng. Telling lies. No problem. Open your mouth. Ha, ha, ha. Ngồi dậy đàng hoàng. Tới con. Johnny, Johnny. Yes, JD. Đâu? Đâu đâu? Johnny, Johnny. Yes, JD. Johnny. No, JD. Tell me. No, JD. Open the mouth. Ha ha ha. JD, JD. Dai dai. JD, JD. Tính bài gì? Daddy đang học bài. Thôi đang đừng có kiếm một chuyện kiếm Daddy. Mẹ đang giữ con để cho ba học. Mà sao con đi kiếm Daddy? Không được, không được, không được nha, không được nha. Thôi đi bây giờ đi qua bên đây chơi đồ chơi với mẹ. Ok, đi qua bán đồ ăn cho mẹ đi. Bán đồ ăn cho mẹ. Ừ, để cho ba học bài đi con. Nó coi cái phòng đồ ăn của nó này cô chú không bao giờ mà nó làm chứ. Thôi, bán đồ ăn đi. Ráng thêm tiếng đồng hồ nữa bà học xong rồi bà chơi con nha. Gì vậy? À con bán cho mẹ hamburger hả? Wash your hand, wash your hand. À, trước khi ăn phải wash your hand. Ok. 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 Be careful. Chay ơi, cột tóc lên đi chay. Cột tóc lên nha. Chay cột tóc lên nha. Làm sao không cột? Ngon quá. No touch. No touch. No touch. No touch the hat. What? No touch the hat. What does it mean? Here you go, JD. There's your plate. Thank you. You're welcome. I don't want to touch. I will touch. What? The hat. What? The hat. The hat. The hat. Oh, it's hot? It's hot the way it touch. Don't touch it, it's hot, right? It's mommy, it's not hot. Huh? It's not hot? Mommy, it's a little too dirty. Where's M? Where's M? Where's M? Em bé đó. Em bé nào? Bé. À, em bé đó đó hả? Dạ. Em bé làm gì đây? Bé làm ông. Bé làm ông.
Tính làm gì? Tính làm gì cho em bé? Ủa tự nhiên bồng vậy thôi à? Không có một lợi ích gì cho em bé à? Con ta đang nằm chơi bồng chi cho con ta mệt chị? Không biết đâu. Hả? Nghe muỗng đâu? Ai biết muỗng đâu, đồ chơi con hỏi mẹ. Em muốn đâu? Ai biết? Em muốn đâu? À hỏi em muốn đâu? Em hỏi muốn em tên gì á? Em biết. Em tên em bé hả? Em bé tên gì? Em bé phải có cái tên chứ. Giống như chay chay cũng có cái tên gì? Mẹ. Giống như chay chay cũng có tên gì? Mẹ. Gì con? Con hát ABC cho cô chú nghe tên. Rồi con gỡ ra hết rồi đó. Okay, hot. Yeah. Here, em bé, wash your hand, em bé. Em bị đau. Em bị đau đâu? Em bị đau chay. Em bị đau đó hả? Sao vậy lý do? Trời thổi hả? Em đau chi? Nó thổi. Hôn tay em miếng. Hôn tay em miếng. Sao? Trời ơi, cái này mẹ đâu biết chơi, cái này có ba biết chơi, mẹ đâu biết chơi, ba sửa xe này. Mày rủ mẹ chơi. Chưa. Nó kêu em bé từ từ chờ nó. Gì happy, có biết mẹ có biết chơi đâu happy. Con happy mẹ thì có. Đợi ba học bài xong rồi ba chơi với con nha. Chứ mẹ đâu biết chơi đâu. Trời ơi, đừng có móc mũi mà. Con bé ăn. À, cho em bé ăn phải không? Con bé ăn. Em bé ngủ rồi. Em bé ăn hả con ăn? Con ăn. Chay, con có biết là em bé này có thể vô bồn tắm với con chung luôn coi được không chay? Mẹ mua em bé này là tắm trong bồn tắm chung được luôn á. Để chiều nay con tắm đi rồi mẹ cho em bé vô tắm rồi con ngồi con tắm em nha. Từ từ. Tự nhiên mua cái đồ chơi này chi chứ khổ ghê, vừa cái phòng vừa được trống trống chút là khiêng tiếp đồ chơi về, bởi nhà không bao giờ được trống hết. Cái nhà này sao đủ chứa mớ đồ này đây em ơi. Em ăn kìa. Đó, cái thùng tả chay vẫn còn nữa, tại vì tối vẫn vàng còn phải đeo tả cô chú. Dạ, quay lại đây cho em ăn cho cô chú coi với. Trời ơi, ngon không con? Trời, cho em uống cà phê luôn. Cho mẹ uống miếng. Ngon quá, mẹ ăn hả? Mẹ cảm ơn nha. À cái brother của con đâu rồi? Cái brother với sister với lại nè, hồi nãy vô là nó cầm brother của nó nói chuyện nè, hỏi ai đây, nó nói brother nè. Sao bỏ brother? Sao bỏ má mì nó nè. Chứ bỏ má mì. Còn daddy đó nè. Daddy thư sinh với sao brother nè, đó. Còn chay là gì? Trời ơi, nó giục thấy không? Mẹ ơi.
máy bay đó. Mẹ muốn leo. Muốn leo lên này phải không? Trời, nhìn cái phòng này chắc mày chóng mặt luôn á trời ơi. Dọn vô là con ấy ra, dọn vô con ấy ra mệt ghê luôn á. Chơi không biết bao nhiêu đồ chơi cho là đủ luôn á trời. Công chúa cũng chơi. Radar đâu? Đó, radar kìa. Radar sister nè. Đây là cá kìa. À, con cá nè. Còn ai nữa nè? Ai đây? Little fish. Ai? Little fish. Little fish là gì? Little fish. Lại? Little fish. Police? Yes. Oh, police. Nó nói cái này là police, là cảnh sát. Cảnh sát làm gì chơi? Police làm gì? Police làm gì chơi? Con nói con gì? Help you. Help you hả? Help you cá. À, help you cá. À, help cá đó. Giúp cá đó. Nhưng giỏi quá. Giỏi quá, đúng rồi. Đẹp ai mua? Ai mua police? Ai mua? Ai mua police? Yeah. Who? Ai mua? Ba đi mua. Cái gì? Ba mua. Ba mua. Đúng rồi. Ba đi làm gì? Ba chơi chơi con. Đồ mua gì? Ba chơi chơi. Ai mua đồ chơi? Mẹ chơi chơi. Ai? Mẹ chơi chơi. Mẹ đồ chơi. Còn ba đi làm gì? Ba. Ba đi làm gì? Mua mẹ. Kiếm tiền mua gì? Mua sữa. Đúng rồi. Móc mũi hoài trời. Giục cá luôn. Sao giục cá luôn? Giục cá tội nghiệp vậy. À, con lấy sách ra con đọc cho cô chú coi đi. Nè, nè. Lấy sách này, sách mèo này ra đọc cho cô chú coi. Bác sĩ làm sao? Bác sĩ. Rồi, khám bác sĩ đúng rồi, lại khám cho đàn em đi. À, điện thoại. Ai cũng kêu. Ai? Tiếng nhẹ đâu? Trời, có đọc sách rồi, có đọc sách rồi. Nữa móc mũi nữa, cái dây này lạ ghê á. Móc một lần thôi chứ móc gì nhiều dữ à. Điện thoại gọi đi, giờ gọi ai? Gọi mẹ. Rồi gọi mẹ đi, mẹ bắt máy. Còn... Hết gì? Hết rồi. Hết pin rồi hả? Rồi. Điện thoại hết tiền rồi hả? Rồi, rồi bắt ngồi nha. Nữa. Đó, cái con mấy con bắt cười luôn ấy. À, cho cô chú coi con bị trúng cái cửa hay sao? Bị trúng cái cửa. Đúng rồi, trúng cửa chân á hả? Rồi mày quay cho cô chú coi cái chân coi. À, trúng cái cửa chân nè cô chú nè. Ouch. Đi chơi trốn tìm với mẹ đó, chơi hide and seek với mẹ đó. Đi mà đi trốn đó, chạy vô cái cửa trốn xong rồi cái bị cái cửa kẹp chân nè. À, hóc quá trời luôn, còn cái này là tự sơn móng chân nè. Hả? Ba để ba học xong thì mình chơi hide and seek nha. Bây giờ mình chơi vậy là ồn lắm, là ba học không được. Giống như hôm qua mẹ học rồi ba giữ con cho mẹ học đó. Con phải giữ im lặng để cho ba mẹ học, học thiệt là giỏi xong cái ba mẹ đi làm có tiền xong rồi ba mẹ mua đồ chơi cho chay nha. Biết đọc sách chưa? Đọc cho mẹ nghe đi. Mở hát bài hát đi. Thầy rơi thầy bay thêm go the way. Thầy rơi thầy go away. Đó, bài đó bài gì đó. Ok.
You got some souring and you got some of this if you still want it. Baby, you want me to just wrap this up for you? Rồi, sầu riêng nè, sầu riêng nè. Hả? Không ăn trứng hay sầu riêng, đúng rồi. Trứng với sầu riêng cái nào ngon hơn? Chờ mẹ chút, chờ mẹ chút, mẹ đang sửa cái này đó. Hết, mất wifi à, để mày sửa wifi cái. Ngồi im đàng hoàng đây, mày sửa wifi cái đây. Tao nói kìa. Tôi tự động nói kìa. Ăn miếng sầu riêng nè. Here's some water, honey. Miếng sầu riêng nè. Ăn miếng sầu riêng đi. Sầu riêng. Mấy nhỏ nhỏ thôi. Đó, để về coi nè. Để về coi thấy khỏe hơn á. Sit down đi. Dạ mẹ chứ không? Vô đúng rồi. Rồi, con sầu riêng nè. Sầu riêng chứ bổ lắm á nghe chạy nè. Cái gì vậy cháy? Ăn đi. Giỏi. Sầu riêng này, cái bịch sầu riêng này ha, không phải muối nào cũng giống muối nào đâu, có muối ngọt, có muối không ngọt. Ngon quá. Cây của nó thì sâu riêng. Sầu riêng. Đúng rồi. Không mà sầu riêng. Hả? Con nói đi, con nói con thích sầu riêng. Không. Sao không? Không sầu riêng. Con thích sầu riêng. Không sầu riêng. I like sầu riêng. Không. Con thích sầu riêng hả? Con thích sầu riêng, sao con ăn sầu riêng? Con có thích sầu riêng không? Sao không? Thôi mẹ ăn hết nha. Vậy thôi, con nói đi, con thích sầu riêng. Mẹ sầu riêng. Con thích. Con thích mẹ. Cô thích mẹ hả? Mẹ cảm ơn con, mẹ thích con luôn á. Con thích mẹ. Con thích mẹ. Nhớ ngăn nào. Con nói đi dây, con nói câu con thích sầu riêng đi. Lại lên, con thích sầu riêng. Thích sầu riêng. Đúng rồi. Thích mới cho ăn, không thích cho người nhịn. Hả mày Nga? Ăn miếng bự vô. Cái gì vậy trời? Không ăn. Không ăn nữa hả? Ăn miệng. Không biết rồi. Mẹ muốn ăn. Ăn nước. Ăn nước. Ăn nước không? Rồi mẹ uống nước rồi. Rồi bây giờ mẹ cho Chay ăn cơm nha. Cơm chín nha. Mẹ nha. Thấy không? Thấy ăn trộn lẫn đã không? Mới ăn sầu riêng xong cơm với chín với nước tương. Ăn vậy mới đã. Nãy Chay ngủ ngon không? Nãy xào xào không chịu ngủ mà vô mày ép ngủ cũng ngủ. Chay môi. Mẹ xem môi. Ừ. Xem môi gì? Xem môi chị hả? Mẹ xem môi gì? Ừ. Nhai vô. Đập vợ. Chay này nó xạo lắm đó cô Vũ ơi. Không ai xạo bằng nó đâu. Nay trời lạnh 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 mà không có nắng nên không có cho ra ngoài. Cái này mà không có dịch đó mình cũng ở nhà chứ không trả ra ngoài nữa rồi tiết kiệm đi ra làm chi. Không ăn chín. Không ăn chín hả? Rồi uống miếng nước vô. Ngồi đàng hoàng chay à. Ôi cái đầu tóc đẹp quá trời, có áo có trái tim mày chay kìa. Chay đi, look at the heart on your shirt. Wow, how pretty. Say heart. Heart. Trái tim. Cô nói đi, trái tim.
trái tim. Của chay. Trái tim. Đúng rồi. Trái tim của chay màu gì á? Màu đỏ. Trời ơi, người ta trái tim màu đỏ mà trái tim của chay màu màu đen kỳ trời. Yellow. Hả? Yellow. Đúng rồi, yellow. Yellow là màu gì á? Yellow.